Các quy định mới về IPO chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Doanh số chip toàn cầu đạt kỷ lục. Các nền kinh tế trước áp lực tăng lãi suất để chống lạm phát. Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kinh tế 24 giờ được phát sóng trên truyền hình Nhân dân thưa quý vị tại Trung Quốc thì các quy định mới liên quan đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO ở nước ngoài nhằm vào công ty công nghệ đã chính thức có hiệu lực theo chính phủ Trung Quốc thì các quy định này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn an ninh thông tin quốc gia theo quy định mới những công ty công nghệ có trên 1 triệu người dùng khi muốn IPO tại nước ngoài sẽ phải báo cáo với các nhà quản lý và các quy định này dựa trên nhiều tiêu chí như là dữ liệu người dùng tính bảo mật và phương thức sử dụng thông tin Việc phê duyệt IPO tại Trung Quốc có thể kéo dài tới 6 tháng, hiện vẫn còn 6 công ty công nghệ Trung Quốc đang nộp đơn xin được niêm yết tại sàn chứng khoán New York và đều đang chờ đợi các hướng dẫn cụ thể từ phía cơ quan quản lý Trung Quốc để thực hiện các hoạt động phù hợp với những quy định mới. Hiệp hội công nghiệp bán dẫn cho biết là doanh số chip toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021. Trong năm ngoái thì doanh số bán chip toàn cầu đạt 555,9 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là tăng 26,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh tình trạng thiếu chip toàn cầu, các công ty bán dẫn đã tăng cường sản xuất lên mức chưa từng có để giải quyết nhu cầu cao liên tục, dẫn đến doanh số bán chip và số lượng chip được sản xuất được xuất xưởng kỷ lục. Thị trường chip tại châu Mỹ có mức tăng doanh số lớn nhất và tiếp theo là thị trường châu Âu. Theo chuyên gia thì doanh số bán chip toàn cầu có thể tăng trưởng 8,8% trong năm nay. Trong khi đó thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa xác nhận kế hoạch phát triển đồng Euro kỹ thuật số tham gia cuộc đua tiền mã hóa tập trung. ECB đang tiến hành các cuộc thử nghiệm nội bộ với đồng euro điện tử và dự kiến là sẽ phát hành vào cuối năm 2022. Sau đó thì các quốc gia trong liên minh châu Âu EU sẽ đánh giá hiệu quả của đồng tiền này và chính thức đưa vào hoạt động trong năm 2023-25. Theo ECB thì đồng euro kỹ thuật số sẽ hỗ trợ tiền giấy thay vì thay thế nó. Loại hình tiền kỹ thuật số này sẽ phải thông qua nghị viện châu Âu để ban hành văn bản luật và các quy định pháp lý cụ thể. Thưa quý vị, C là công ty mẹ của sàn thương mại Shopee đã bốc hơi hơn 16 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường chỉ trong vòng một ngày sau khi Ấn Độ bất ngờ cấm trò chơi điện tử ăn khách nhất của công ty này. Nhà đầu tư thì lo ngại là lệnh cấm trên mới chỉ là sự khởi đầu cho một loạt những cái rắc rối mà C có thể phải đương đầu. Tại thị trường New York thì cổ phiếu C niêm yết trên sàn NYSE sụt 18,4% khiến cho giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm còn là 71,6 tỷ đô la Mỹ, tức là từ mức gần 88 tỷ đô la Mỹ trước đó. Theo Bloomberg, việc New Delhi ban lệnh cấm đối với Free Fire là một loại game mang lại lợi nhuận lớn cho C thì cho thấy những thách thức mà C sẽ phải đối mặt do căng thẳng địa chính trị và cũng như là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những đối thủ như là sàn thương mại điện tử Lazada của Alibaba. Thưa quý vị, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã buộc các ngân hàng trung ương tung ra hàng loạt chính sách nới lỏng tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát leo thang cao và triền miên trong thời gian qua. Ở nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ thì ghi nhận lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua. Trong khi đó, tại khu vực Eurozone, chỉ số CPI 5,4% có nghĩa là cao nhất trong vòng 30 năm. Trước tình trạng này, thì các ngân hàng trung ương đang đứng trước áp lực là cần phải tìm cách xoay trục để có thể kiềm chế lạm phát. Và một trong số các giải pháp đó là giảm bớt quá trình nới lỏng tiền tệ, tăng lãi suất để có thể kiềm chế giá cả của hàng hóa. Tại Mỹ, những cửa hàng như Popeye hay Domino Pizza phải chấp nhận thực tế rằng pizza không còn là một món ăn rẻ tiền. Chương trình khuyến mại 7,99 đô la Mỹ của Domino dành cho khách mang về giờ sẽ chỉ còn 8 chiếc cánh gà thay vì 10 chiếc như trước. Cơn bão giá không trừ một ai. Bên cạnh đó, các chi phí phụ như phí giao hàng cũng tăng. Một phần những gì chúng ta đang thấy ở Mỹ rất giống với phần còn lại của thế giới. Sức mạnh tổng cầu của Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng. Câu chuyện lạm phát không chỉ giới hạn trong biên giới Mỹ. Tại Hy Lạp, một nước thuộc khu vực Eurozone, những khu chợ như thế này từng được người dân yêu thích bởi giá hoa quả và rau rẻ hơn tại các siêu thị. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng đã tăng từ 20 đến 50% so với hồi giữa năm ngoái. Tôi nhận được 400 euro tiền lương hưu một tháng, trong khi giá hàng hóa tăng, làm sao mà sống được đây? Còn tiền mua thuốc và nhu yếu phẩm khác nữa chứ. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB từng kiên trì với các biện pháp tiền tệ nới lỏng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế của khu vực vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giờ đã là lúc ECB cần nghiêm túc nhìn lại vấn đề lạm phát. Chủ tịch ECB đã thừa nhận rằng lạm phát đang diễn ra lâu hơn các dự báo ban đầu. Họ chưa đưa ra tuyên bố sẽ tăng lãi suất thế nào, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Nếu lạm phát tháng 1 tăng mạnh và giá năng lượng không giảm, ECB buộc phải sớm có hành động nhiều nguồn tin cho thấy ECB có thể tăng lãi suất vào quý tư năm nay, thời điểm cơ quan này giảm dần chương trình mua tài sản. Dựa trên việc phân tích số liệu lạm phát ở các nước thành viên khu vực đồng euro, ECB đang chuẩn bị cho việc tăng lãi suất. ECB đang tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát 2% và sẽ tăng lãi suất ngay khi thích hợp. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất quyết liệt trong năm nay sớm nhất vào đầu tháng 3 tới. Phép đang chịu áp lực để kiềm chế lạm phát và điều này đã làm thay đổi quan điểm của họ. Họ đã từ trạng thái thoải mái với lạm phát cao và đến giờ họ nhận ra phải tăng tốc để kiềm chế lạm phát. Trước đó vào cuối năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Anh trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới tăng lãi suất. Theo Goldman Sachs, khoảng thời gian đầu năm nay sẽ bị truy phối bởi sự chuyển hướng sang chính sách diều hầu có nghĩa là ủng hộ tăng lãi suất để chống lạm phát chưa từng thấy của các ngân hàng trung ương lớn. Khi các ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất, đồng nghĩa với việc người dân sẽ đồng loạt gửi tiết kiệm, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng thấp đi, làm giảm nguy cơ tăng giá hàng hóa. Tuy vậy thì các chuyên gia cảnh báo nếu như mà các ngân hàng trung ương không thận trọng về tốc độ tăng lãi suất thì phương pháp này có thể khiến cho nền kinh tế mất ổn định. The với chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh trong tháng 1, Fed được nhận định sẽ bắt đầu được tăng lãi suất với mức tăng tới 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, các nhà nhận định cho rằng mức tăng mạnh và nhanh như vậy có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của Fed. Các số liệu cho thấy Fed cần rút lại các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, tuy nhiên việc tăng lãi suất đột ngột và mạnh có thể gây mất ổn định tăng trưởng và giá cả, những mục tiêu mà Fed đang nỗ lực đạt được. Trong khi đó, tại diễn đàn kinh tế thế giới 2022, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế lớn trên thế giới không tăng lãi suất quá nhanh. Ông cho rằng các biện pháp này có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu. Nếu các nền kinh tế lớn hãm phanh hoặc đảo chiều chính sách tiền tệ quá nhanh, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Điều này sẽ gây ra thách thức với ổn định tài chính và kinh tế toàn cầu. Các nước đang phát triển sẽ phải nhận gánh nặng này khi mặt bằng lãi suất ở các nước phát triển tăng lên dòng vốn sẽ bị rút khỏi các thị trường tài chính mới nổi. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo việc đột ngột thắt chặt tiền tệ tại Mỹ và châu Âu có thể gây ra biến động kinh tế ở các nước đang phát triển. IMF cho rằng các nền kinh tế mới nổi nên chuẩn bị cho khả năng biến động kinh tế nếu tốc độ tăng lãi suất quá nhanh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại